Thầy xin chào các bạn. Buổi học ngày hôm nay thầy muốn hướng dẫn cho các bạn một cái bài toán trong kỳ thi vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Ở đây là bài người ta nói là tại bề mặt đại dương thì áp suất nước bằng với áp suất khí quyển và là một áp suất phè. Thì các bạn hình dung ra cái bề mặt nước biển chúng ta ở đây. Thầy vẽ này là tượng trưng cho cái đường ngang này là bề mặt nước biển. Thì chúng ta quan sát được là tại một cái điểm nằm ngay bề mặt này thì chúng ta thấy cái áp suất của nó là 1 atm các bạn. Và người ta cho biết rằng cứ mỗi khi mà chúng ta xuống sâu 10 mét, tức nghĩa là cái độ cao của chúng ta nó thay đổi 10 mét hướng xuống dưới, thì chúng ta thấy là nó về mặt cái này là 10 mét, này là độ sâu. Còn nếu chúng ta xét về cái áp suất phè thì chúng ta sẽ thấy là nó tăng thêm một áp suất phè. Vậy thì thầy có thể kẻ cái bảng giá trị x ở đây là cái độ sâu, còn y ở đây nó chính là cái áp suất phè tương ứng, tức là cái áp suất tương ứng. Thì thầy có là tại độ cao chúng ta xem nó là không, tức là tại mặt nước đi, tức nghĩa là cái độ cao nó bằng không, thì chúng ta thấy là cái áp suất người ta cho chúng ta là nó chỉ có một thôi. Nhưng mà nếu mà nó tăng thêm 10 mét, tức là chúng ta xem cái chiều hướng xuống là nó tăng 10 mét, thì chúng ta thấy là cái áp suất này nó cũng tăng 1 atm. Và chúng ta thấy là xuống thêm 10 mét nữa thì chúng ta thấy là cái áp suất của chúng ta nó tăng thêm 1 atm nữa, tức là 3 áp suất phè. Và tương tự như vậy thì chúng ta nhìn vào chúng ta thấy là cứ cùng một cái khoảng tăng, đúng không? Cái khoảng tăng, thầy xem cái khoảng tăng này nó gọi là cái khoảng tăng về giá trị đầu vào đấy, thì chúng ta thấy cái khoảng tăng nó cứ tăng 10 thì chúng ta thấy cái khoảng tăng của áp suất phè tương ứng cái khoảng tương ứng. Thì chúng ta thấy đây chính là cái delta y nó bằng 1. Vậy thì chúng ta nhớ cái bài học về rate là đi tìm cái tỷ lệ tăng, đúng không các bạn? Tỷ lệ tăng. Tỷ lệ tăng của áp suất trên một đơn vị thì chúng ta thấy là delta y chúng ta chia cho delta s. Và cái này nó chính là 1 chúng ta chia cho 10. X ở đây nó là 10. Và cái này chính là cái hệ số góc A của chúng ta đấy. Thì chúng ta xem cái A này chúng ta tìm được là 0.1 atm trên 1 mét nha các bạn. Đề bài người ta cho là trong 10 mét, còn chúng ta đang đi tìm cái A của mình là trong 1 mét thì chúng ta ra được là 0.1. Còn cái B chúng ta thấy rõ ràng cái ý nghĩa của cái B nó là cái giá trị bắt đầu khi cái input của chúng ta bằng 0. Thì chúng ta thấy là khi cái input của chúng ta bằng 0, chúng ta tìm ra được cái hệ số B ban đầu chính là 1. Và cái này thầy gọi nó là B. Vậy thì chúng ta có A có B thì chúng ta hoàn toàn viết được một cái phương trình đường thẳng mà chúng ta xác định được A là bằng 0.1 nhân cho x, còn cái B của chúng ta là 1 nha các bạn. Cái này là thầy đang xem là cái chiều chúng ta chọn, chúng ta xem cái chiều dương là cái chiều hướng càng sâu xuống dưới, thì càng sâu xuống dưới là chúng ta thấy là cái x của mình nó tăng lên, cái x của mình nó tăng lên thì cái áp suất nó cũng tăng theo. Thì chúng ta có phương trình này. Vậy thì người ta đang muốn hỏi chúng ta ở trong câu B là nếu độ sâu bao nhiêu, độ sâu bao nhiêu là tại vị trí này thì chúng ta có được cái áp suất của chúng ta là 2.85. Đó, các bạn thấy không? Vậy thì chúng ta thấy đây của cái giá trị 2.85 này chính là cái giá trị tương ứng với cái x. Vậy thì khi chúng ta thay vào
thay vào thì chúng ta sẽ có là 2.85, nó sẽ bằng là 0.1 nhân cho cái x mà tại cái vị trí đó. Ví dụ như thầy xem vị trí đó là x0 đi, thầy tính vào. Thì như vậy thầy giải phương trình bậc nhất này, thì thầy lấy 2.85, thầy trừ cho 1, thầy chia lại cho 0.1. Thì chúng ta sẽ thấy là cái x ở đây là x0 đấy, nó là 18.5 mét nha các bạn. Vậy là thầy đã tìm ra được là ở một cái giá trị x hướng xuống, chúng ta thấy tại vị trí là 18.5 mét, thì chúng ta có cái áp suất này. Ở đây chúng ta cũng cần có một cái sự lưu ý thêm ở chỗ này. Nếu thầy xem cái x ở đây nó là cái độ cao đi, thì thầy sẽ lấy cái chiều dương và chiều hướng ở trên, tức nghĩa là tại cái vị trí nằm ở trên mặt nước thì thầy có độ cao ví dụ như là 10 mét đi, thầy xem cái này là cộng 10. Còn nếu nó nằm ở trên mặt nước thì xem nó là độ cao là 0. Nó xuống dưới sâu 10 mét, thầy có thể biểu diễn ở đây là trừ 10, tức là cái x của thầy xem nó là âm. Thì như vậy bài toán của chúng ta sẽ thấy nó có sự thay đổi điều chỉnh ở đây. Ví dụ như là xuống dưới này nó là trừ 10, cái này là trừ 20. Thì chúng ta thấy là cái delta x của mình từ trừ 10 mà xuống trừ 20 đó, thầy xem chỗ này là cái delta x của chúng ta là trừ. Cái này cũng là trừ, đúng không? Từ 0 xuống trừ 20, tức nghĩa là thầy phải trừ đi 10. Từ trừ 10 thầy xuống thêm sâu 10 mét nữa, tức là thầy trừ 20. Thì lúc này á, chúng ta sẽ thấy là cái áp suất của chúng ta là cái delta y của chúng ta là 1, nhưng mà cái delta x của chúng ta là trừ 10. Thì lúc này chúng ta có hệ số của chúng ta là trừ 0.1. Đúng chưa các bạn? Vậy thì khi các bạn thay vào, chúng ta cũng sẽ thấy là cái hàm số này chúng ta sẽ ghi là trừ 0.1 nhân cho x cộng cho 1. Thì các bạn thấy có vẻ lúng túng bởi vì hai cái hệ số A này nó bị khác nhau về dấu. Cái này không sao cả. Chúng ta hiểu cái hệ số này, này thì nó cho chúng ta biết là mỗi lần chúng ta tăng cái x lên bao nhiêu, ví dụ như là lên bao nhiêu đơn vị, thì chúng ta xem cái delta y của chúng ta là tăng hay giảm. Đúng chưa các bạn? Nó tăng hay giảm. Còn đối với cái bài này thì các bạn thấy là chẳng qua là nếu mà chúng ta xem là cái độ cao thì nó nằm trên mặt nước thì nó phải dương, mà dưới thì nó âm. Vậy thì thầy vẫn có thể giải cái này như bình thường khi thầy xem có là trừ 0.1. Đúng không các bạn? Bây giờ các bạn thấy là khi thầy đạt cái ATM mà nó là 2.85 đi, thì thầy sẽ ra được cái x của thầy nó là x là bằng trừ 18.5. Vậy thì cái x ở đây nó chỉ mang ý nghĩa là cái tọa độ khi chúng ta so sánh so với gốc 0 và chúng ta lấy cái chiều nào hướng lên hướng xuống thôi. Chứ còn về mặt ý nghĩa chúng ta thấy là nó không bị thay đổi. Vậy thì khi nó ở âm 18.5, chúng ta vẫn hiểu rằng đang ở dưới cái độ sâu là 18.5 mét. Thì chúng ta thấy không có vấn đề gì cả. Thì thầy giới thiệu thêm cái này để sau này các bạn giải các bài toán khác thì các bạn sẽ thấy có lúc mà thầy cô lấy chiều hướng xuống, có lúc chiều hướng lên. Đặc biệt là trong vấn đề vật lý thì các bạn thấy là chúng ta chọn cái quy chiếu như thế nào, hướng lên hướng xuống, thì nó sẽ ảnh hưởng thêm cái dấu của chúng ta thôi. Và nhân tiện đây thầy cũng sẽ nói thêm cho các bạn một chút xíu về cái khái niệm là áp suất. Thì chúng ta thấy là cái áp suất thì chúng ta hình dung từ cái áp lực thì nó sẽ dễ hơn. Các bạn thấy là khi thầy có một cái nắm đấm, mặt bàn tay, thầy đấm xuống mặt bàn bởi một cái lực ép. Vậy thì cái lực ép này nó có sự tiếp xúc giữa mặt bàn với cả cái bàn tay của thầy là nguyên cái bề mặt này. Thì thầy có cái lực ép. Nhưng mà bây giờ thầy muốn biết coi là nếu mà thầy cùng tác động một cái lực đó, nhưng mà thầy chỉ chỉ ở một ngón tay thôi, chỉ số,
giống như là nhất chương trình đó, thì các bạn sẽ thấy coi là cùng cái lực đó, thì chúng ta thấy cùng cái lực tác động, hai lực giống nhau, nhưng mà nó sẽ khác nhau về cái gì? Về cái áp lực các bạn, hay còn gọi là trong không khí chúng ta gọi là áp suất. Vậy thì cái áp lực ở đây chúng ta nên hiểu như thế nào là đúng? Là chúng ta muốn đi tìm cái áp lực thì chúng ta sẽ phải tìm cái lực tác động trên một đơn vị diện tích để chúng ta so sánh. Bằng chứng là chúng ta lấy một cái con dao chúng ta cắt đi, thì chúng ta thấy là cái con dao của chúng ta nếu mà cái bề mặt tiếp xúc mà nó bị cùn đấy, tức là cái diện tích nó lớn ấy, thì chúng ta tác động cùng cái lực ở trên và nhấn xuống cắt thịt đấy, thì chúng ta thấy là cái bề mặt tiếp xúc nó lớn thì cái áp lực của nó là chúng ta sẽ thấy là nó bé, đúng không các bạn? Nó bé. Nhưng mà nếu mà thầy mài nó đi để cái đầu dao nó chỉ còn lại một cái phần diện tích cực kỳ nhỏ, thì chúng ta thấy là cái áp lực tác động lên miếng thịt nó cực kỳ lớn khi thầy ta nhấn xuống cùng một lực. Vậy thì chúng ta thấy sự khác biệt giữa một con dao cùn và con dao bén là người ta đo cái áp lực, thì người ta thấy là cái áp lực nó càng lớn thì nó càng cắt miếng thịt là dễ, còn cái áp lực mà nó bé, tức là bề mặt tiếp xúc nó lớn, thì chúng ta thấy là chúng ta tác động lên là nó cắt ra nó khó khăn đó. Thì thầy nói về cái áp lực thì ở đây chúng ta xem cái áp suất thì nó cũng là một sự tác động của khối không khí tác động lên người chúng ta khi chúng ta sống trên mặt đất. Thì chúng ta thấy là cái khối không khí nó đè lên người mình, và người ta muốn tính cái áp lực tác động lên trên người mình thì người ta sẽ tính ở dưới dạng là người ta tính tương tự như vậy, đúng không các bạn? Vậy thì người ta cho chúng ta biết là cái áp lực hay là cái áp suất này tại mực nước biển thì nó chỉ một atmosphere thôi, bởi vì nó cùng với nó gọi là cái áp suất không khí, áp suất khí quyển ở tại cái mặt biển. Nhưng mà khi mà chúng ta xuống sâu hơn nữa thì chúng ta còn chịu một cái lực đè tác động của cái khối nước đè người mình, thì người ta tính cái áp lực đó thì người ta biết được là cứ xuống sâu 10 mét thì chúng ta tăng một atmosphere. Vậy thì nếu chúng ta xuống sâu 100 mét thì nó sẽ tăng bao nhiêu? Tăng 10 lần, tức nghĩa là nó là 10 atmosphere. Chúng ta cộng với một cái atmosphere tại mặt nước biển nữa thì chúng ta sẽ thấy là 11 atmosphere các bạn. Vậy thì chúng ta càng xuống nước sâu, càng lặn xuống sâu thì chúng ta chịu một cái áp lực càng lớn nha các bạn. Rồi, thầy xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thầy xin chào các bạn.